Bê ra ngoài lấy dép cho anh nhá. Đi đi. Anh em ơi, bây giờ mình sẽ quay cái trò mình sẽ chôn ở của em mình. Mình sẽ lấy một ít bùn lên xong rồi mình bảo nó là mình bắt được con cá và con cua to lắm, mình phải úp vào nhá, để xong tí nó úp vào nhá. Xem thế nào nha anh em nhá. Bây tôi lấy bùn đã. Đây. Dương ơi, Dương, đây, đây vào. Vừa bắt được con cua ấy đẹp lắm, cua rừng đẹp lắm. Bắt được con cua rừng đẹp cho anh úp vào kia kìa. Bây giờ nhưng mà phải úp, bây giờ phải em dạy anh nhấc cái xô xong em úp nhá. Thì mới được, kịp nó chạy nhanh lắm. Cua rừng to cực luôn. Đây, 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 đi, đi, đi. Đây. Đâu cua đâu, cua đâu, cua đâu. Cua to đấy, cua thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thế cua nào. Cua to đấy, cua to đấy. Tôi xem cua nào, thế nào, xem cái nào. Tôi xem, 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 xem. Ở đây nhá. Ờ. Thằng em nó bị chôn xong anh em ạ. Ok, vậy là chôn thành công nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi. Đừng quên bấm like, đăng ký để ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.